thiện nam tử tại nhân gian có hương tên là tượng tạng do rồng đấu nhau mà sinh nếu đốt lên một viên thì nổi mây hương lớn che trùm vương đô ở trong bảy ngày mưa hương vũ nhỏ nếu mang trên thân thì thân thành màu vàng nếu để trong y phục cung điện lầu các thì cũng đều màu vàng nếu do gió thổi vào trong cung điện chúng sinh người được thì bảy ngày đêm hoan hỉ tràn đầy thân tâm an vui không có các bệnh chẳng xâm hại nhau lỉa các khổ lo chẳng có sợ hãi chẳng loạn chẳng sân tâm tử đối đãi nhau ý chí thanh tịnh ta biết vậy rồi mà vì họ nói pháp khiến cho họ quyết định phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đà thiện nam tử núi ma sinh ra hương chiên đàn tên là ngưu đầu nếu dùng để thoa thân nhảy vào hầm lửa thì lửa không thể đốt cháy được thiện nam tử trong biển có hương tên là vô năng thắng nếu dùng để thoa lên trống và các la ốc khi phát ra tiếng thì tất cả quân địch đều tự thối lui thiện nam tử bên hồ a na bà đạt đa sinh ra hương trầm thủy tên là liên hoa tạo hương đó nếu đốt lên chừng bằng hạt mè, thì mùi hương sẽ xông khắp cõi diêm phủ đề, chúng sinh nào ngửi được thì sẽ lìa tất cả tội giới phẩm được thanh tịnh thiện nam tử trong núi tuyết có hương tên là alona nếu có chúng sinh nào người được hương này thì tâm họ chắc chắn sẽ liệt khỏi các nhiễm trước ta sẽ vì họ thuyết pháp họ đều sẽ đắc được tam muội ly cấu thiện nam tử trong cõi la sát có hương tên là hải tạng hương đó chỉ có chuyển luân vương dùng nếu đốt lên một viên đẻ sông thì vua và bốn quân đều bay đi trong hư không thiện nam tử trên cõi trời thiện pháp có hương tên là tịnh trang nghiêm nếu đốt lên một viên đẻ sông thì khắp khiến cho chư thiên tâm niệm đến phật thiện nam tử trên cõi trời tu dạ ma có hương tên là tịnh tạng nếu đốt lên một viên đẻ sông thì thiên chúng trời dạ ma đều vân tập đến chỗ vua trời để cùng nghe pháp thiện nam tử trên cõi trời đâu xuất có hương tên là tiên đà bà ở trước tòa Bồ Tát, còn một đời nữa sẽ thành Phật. Đốt lên một viên thì nổi mây hương lớn, phủ khắp pháp giới, khắp mưa xuống tất cả các đồ cúng dường, để cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát.